sữa nấu tại nhà tính ra chỉ 6k mỗi cốc. Tại sao mình không biết đến món này sớm hơn nhỉ? Chắc mỗi tháng phải tiết kiệm cả triệu chứ chả chơi. Đúng là set trà sữa 30 cốc, bố già cho hẳn 2 túi bột sữa to đùng. Mới mở zip ra thôi mà mùi bột sữa thơm phức xốc hẳn lên cả mũi rồi, trong khi mình còn chưa xé gói bột sữa ra để nấu. Không chỉ mỗi bột sữa mà túi trà đen cũng được đóng gói vô cùng đầy đặn. Nghe nói trà này được lên men chuẩn 58% để cho ra đúng cái vị trà chuẩn nhất có thể. Túi này mà để ở nhà cho bố mẹ pha trà thì chắc phải uống được cả tháng. Còn đây là 2 gói chân châu to đùng, đã thế còn được cho 2 túi chân châu cả trắng lẫn đen. Đúng là nghiện trà sữa thì phải chân châu ngập miệng như thế này thì nó mới đã các bạn ạ. Sau khoảng 1 tiếng thôi thì set trà sữa 30ml đã được nấu xong rồi. Ni nào cũng đậm vị trà, thơm béo vị sữa, chân châu thì hút ngập miệng và dai dẻo, không cón cục một tí nào. Bút đinh thì núng na nung nếm hút cùng trà sữa, thêm nhiều đá và giữa cái mát của mùa thu chiêu chiêu cùng bạn bè, gia đình thì quá là tuyệt rồi. Chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình một set trà sữa siêu lời này các bạn ơi. Đừng quay mặt đi, nước mưa rơi từ cơ, để em đưa bàn tay vuốt đôi mi của anh. Đừng quay mặt đi.